Sao không ai trả lời?
Quê nhà tôi ơi, xứ đoài xa vắng, khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng, nhớ thương làng quê, lũy che bờ em, ước mơ trở về, nghe mẹ hiền su bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió, nhớ thương đàn con, biết phương trời nào, áo nâu mùa đông thương mình lần đầu. À ơi, hoa bay lên trời, mỗi chi ở lại. À ơi, hoa cài lên trời, dấu dăm ở lại. Xanh tím nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng, những đêm mùa đông khói hương trầm bay, bóng trang ngồi đây ngọn đèn lúc này bức tường vôi trắng. Mắt buồn xa nâu dấu tình yêu dấu, mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mòn, mỗi tình lòng đau. À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn dấu dăm ở lại trọn đời đắng cay. À ơi, hoa bay lên trời. À ơi, hoa cải bay đi dấu dăm thôi đời. Em bên tôi một chiều tan lỡ,
đường cổ ngữ xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mờ, Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây. Tưởng như còn đây. Hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lỡ. Đường cổ ngữ xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khóc lưu siêu một câu thơ. Hồ Tây tím mờ, Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây. Tưởng như không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mờ, Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào em tuổi thơ. Cảm ơn für alles, fürs Essen, was wir hier gekriegt haben, für die ganze Zeit und auch dafür, dass ihr mir jetzt geholfen habt, als ich im Krankenhaus war. Cảm ơn cả gia đình, trước nhất là về chuyện ăn uống rồi mọi thứ sinh hoạt ở đây, thứ hai là chuyện cả nhà lo lắng lúc mà Christoph nằm ở bệnh viện. Ich hab's ja lange spannend gemacht, ob wir den 42. noch feiern können. Weil ich hatte ja überlegt, ob ich das jetzt noch mache, 42 Jahre, oder lasse ich das jetzt sein, ne? Aber hat dann ja doch noch funktioniert. Und deshalb feiern wir jetzt, dass ich wieder so richtig gesund bin eigentlich. Fühle mich gut. Christoph Io, Vietnam. Ja. Und zwar so sehr, dass ich sogar in die Krankenhäuser freiwillig gehe. Io Vietnam quá, cho nên là tình nguyện để vào bệnh viện. Okay, jetzt guten Appetit. Okay, have a good day. Cảm ơn mẹ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you. Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời. Hãy nắm tay cùng chúng. Chúng ta sinh ra đời, hãy nắm tay cùng chúc mừng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Quê tôi, quê tôi, quê
lý là phải rất là trong yêu chơi. Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ, tìm điều mua sống tình cánh cò lạ lơi, tìm trong mỗi ngoài đình, tìm ánh mắt em đưa. Mai tuổi thơ tôi sắc ngọt, ánh mắt em lung lay, sóng giữa quê giòn đầy, trong chênh thân em. Quê hương ở đó em ơi,
cùng. Cả ba cái thì con bé này châm chào mừng sinh
chẳng thấy